lòng ta vẫn giữ là dân Bác Hồ, là dân Bác Hồ, Bác Hồ Chí Minh, Bác Hồ Chí Minh. Nhân dân Việt Nam thường nhớ đến người, kể về người bằng cách gọi tôn kính mà thật gần gũi thân thương, Bác Hồ Chí Minh. Bởi một lẽ giản dị, những trang vàng chói lọi của lịch sử mà dân tộc ta đã viết nên trong gần thế kỷ qua đều gắn liền với tên tuổi của người. Đối với nhân dân thế giới, Hồ Chí Minh là một vị anh hùng giải phóng dân tộc, nhưng đồng thời cũng là một danh nhân văn hóa. Điều đó có nghĩa là ở Hồ Chủ tịch, cách mạng và văn hóa luôn hòa quyện trong một chỉnh thể. Sinh thời, trong tư tưởng cũng như hành vi, người luôn thể hiện một cách nhất quán về một tinh thần cách mạng chứa đựng giá trị nhân bản, nhân đạo, nhân văn. Đó cũng là khát vọng hướng tới những giá trị văn hóa sâu sắc. Ở Hồ Chí Minh, văn hóa mang tính cách mạng vì sự nghiệp giải phóng con người, giải phóng giai cấp, giải phóng nhân loại. Trong đó, đạo đức là một hình thái quan trọng của văn hóa. Cuộc đời và sự nghiệp của Bác là một tấm gương về đạo đức và sự thực hành đạo đức mang bản chất cách mạng và văn hóa. Khi nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của người, nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đều nhất trí ở một luận điểm. Hồ Chí Minh không phải là người Việt Nam đầu tiên yêu nước, nhưng công lao chính của người là đã nâng chủ nghĩa yêu nước Việt Nam lên tầm cao mới khi những vấn đề của thời đại tác động vào dân tộc Việt Nam và những vấn đề mà dân tộc Việt Nam đòi hỏi. Ở Hồ Chí Minh, đức, tài, tâm, bản lĩnh, nhân cách, phong cách đã hội tụ lại thành phẩm chất. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, người đã để lại ảnh hưởng sâu sắc trong nhiều cộng đồng, nhiều tập thể và cá nhân. Người có một sức thu hút lôi cuốn lớn, xuất phát từ một tâm hồn nhân hậu, giàu tính nhân văn, từ phong cách lịch lãm và sự hiểu biết của một người có tầm văn hóa cao. Một nhà văn hóa Nga Xô Viết đã nói về Bác: văn hóa của người không phải là văn hóa Á Đông, không phải là văn hóa của châu Âu, mà là văn hóa của tương lai. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh có rất nhiều bạn bè, đồng chí trên khắp năm châu bốn biển. Từ khi còn buôn ba tìm đường cứu nước, đến khi là chủ tịch của một quốc gia có chủ quyền, người luôn có những người bạn, người đồng chí thâm tình chí cốt. Xuất phát từ việc tiếp xúc, gặp gỡ, thấu hiểu và cảm phục đối với Bác, mà nhiều người đã hiểu hơn, gần gũi hơn và ủng hộ người, ủng hộ nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng Tổ quốc. Chúng ta còn nhớ sự ủng hộ quý báu của nhân dân Liên Xô, nhân dân Trung Quốc, các nước xã hội chủ nghĩa anh em và của nhân dân tiến bộ trên thế giới đối với công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước của nhân dân Việt Nam. Trong tình nghĩa lớn lao giữa những quốc gia, dân tộc, còn có tình cảm cụ thể của những con người. Chúng ta hiểu thêm về Chủ tịch Hồ Chí Minh qua nhiều câu chuyện cảm động về sự thân thiết, ân nghĩa của người với vợ chồng luật sư Lô Rơ Bai, về sự ủng hộ chân thành quý báu của gia đình cố Thủ tướng Nehru cùng nhân dân Ấn Độ và đồng chí Fidel Castro, người đồng chí nhiệt thành, trung thủy cùng nhân dân Cuba. Kể từ ngày đầu thành lập đảng, với nhân cách và uy tín của mình, người đã dìu dắt đào tạo nhiều thế hệ chiến sĩ cách mạng. Ai đã một lần gặp Bác đều cảm nhận được hơi ấm của một trái tim nhân hậu, ánh sáng của một trí tuệ lớn, sự gần gũi của một con người hết sức bình dị,
chân thành. Nhà thơ Tố Hữu đã từng đúc kết cảm giác diệu kỳ ấy trong hai câu thơ: ta bên người, người tỏa sáng trong ta, ta bỗng lớn bên người một chút. Trong gần nửa thế kỷ qua, khắp trên mọi miền Tổ quốc, nhiều ngôi đền được nhân dân lập ra để tưởng nhớ công đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó có nhiều ngôi đền được lập ra từ rất sớm và có một hoàn cảnh ra đời thật đặc biệt. Những ngôi đền ấy không chỉ là biểu thị của lòng biết ơn mà còn là biểu tượng của niềm tin trước một con đường đã chọn. Ở Trà Vinh cũng như nhiều địa phương khác của miền Nam thành Đồng Bất Khuất có nhiều ngôi đền như thế. Đền thờ Bác Hồ ở Trà Vinh là một kỳ tích của ý đảng lòng dân, là biểu tượng của niềm tin và sức mạnh chiến thắng. Nhân dân Trà Vinh có quyền tự hào về công trình này, công trình của trái tim. Vị trí của ngôi đền chỉ cách đồn địch 300m, cách căn cứ hải quân Mỹ 1500m, ngay tỉnh lỵ Vĩnh Bình. Ngôi đền được khởi công vào ngày 10 tháng 3 năm 1970 và hoàn thành vào ngày 26 tháng Giêng năm 1971 trong tầm pháo bom đạn chà xát ác liệt của kẻ thù. Ngôi đền chỉ vỏn vẹn có 16m2, còn chất liệu thì chỉ là tôn, gỗ tạp, lá, nhưng phải mất gần một năm để hoàn thành. Nhân dân của tỉnh Trà Vinh đã xây dựng lại ngôi đền nhiều lần do bị địch càn quét, tháo dỡ. Sau ngày đất nước thống nhất, những ngôi đền này được nhân dân tôn tạo khang trang, trở thành nơi lưu giữ những ký ức thiêng liêng nhất về một con người và những kỷ vật về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc. Sự tưởng nhớ về vị chủ tịch kính yêu không chỉ thể hiện ở những công trình tưởng niệm của cả cộng đồng mà ngay trong từng gia đình. Từ thành thị đến nông thôn, nhiều gia đình đã dành nơi trang trọng nhất lập bàn thờ Bác. Sự nghiệp của người được nhân dân ghi nhận, biết ơn. Tư tưởng và đạo đức của người được nhân dân tôn thờ, ngưỡng vọng. Cuộc đời của người được nhân dân lưu giữ trang trọng trong đời sống tâm linh. Là một người nồng nàn yêu nước và suốt một đời vì dân vì nước, là người sáng lập và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, một chính đảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên những bước chuyển thần kỳ của lịch sử dân tộc. Đồng thời với sự nghiệp lớn lao vẻ vang ấy, người cũng để lại một tài sản vô giá trên nhiều phương diện. Tư tưởng của người thể hiện trong các tác phẩm, những văn kiện, những bài nói chuyện và nhiều tài liệu khác, không chỉ có giá trị lý luận và thực tiễn giúp chúng ta khi nhìn nhận và kế thừa quá khứ, ứng dụng trong hiện tại, mà còn giúp chúng ta hướng tới tương lai một cách đúng đắn và vững vàng hơn. Trong những điều tâm huyết vì dân vì nước, có nhiều điều Bác và lớp người năm ấy đã hết lòng phấn đấu, cũng còn nhiều điều Bác kỳ vọng gửi gắm thế hệ tiếp sau. Bản thân, cuộc đời và đạo đức, nhân cách của người là tấm gương sáng để mỗi cá nhân trong cộng đồng noi theo. Đây thực sự là một tài sản quý giá mà không phải cộng đồng nào, dân tộc nào cũng may mắn có được. Là người dân Việt Nam, ai cũng dành cho người lòng biết ơn, tôn kính. Họ thường kể cho nhau nghe những câu chuyện về một con người thật vĩ đại mà cũng thật dung dị đời thường. Những câu chuyện xúc động về một tấm lòng nhân ái bao la. Ai cũng có câu chuyện tâm đắc riêng để mà suy ngẫm, để mà noi gương trong hoàn cảnh của mình. Những câu chuyện về vị cha già của dân tộc không phải đến bây giờ mới được kể. Nó đã là một bộ phận trong đời sống tinh thần của dân tộc ta trong gần một thế kỷ qua. Những câu chuyện về Bác được kể nhiều trên những chặng đường hành quân của anh bộ đội, trong giờ học trên ghế nhà trường,
trong giờ nghỉ của công nhân trên công trường, trong nhà máy. Và chuyện được kể cả trong thời khắc đấu tranh quyết liệt của những chiến sĩ cách mạng trong nhà lao kẻ thù. Những câu chuyện ấy đã được kể rất nhiều qua các thế hệ. Đảng cũng thế, và phê bình. Trong các hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức cụ Hồ Chí Minh, còn có cả những chức sắc tín đồ đạo Phật, đạo Thiên Chúa. Khi mà tôi tham gia cái hội thi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tôi có điều kiện để tìm hiểu kỹ hơn về người và tìm hiểu về tư tưởng, về đạo đức, về con người của Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Tôi đã thấy được cái nét tương đồng, tương quan giữa tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và Phật giáo. Đó là một cái tình yêu nước thương dân, sự hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, cho dân tộc độc lập, cho cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân. Và chúng ta thấy điều này thể hiện rõ hơn khi mà Hồ Chủ tịch nói về Phật giáo. Đó là tôn chỉ mục đích của Đức Phật là nhằm xây dựng một cuộc đời thần mỹ, trí thiện, bình đẳng, yên vui và no ấm. Nếu mà cốt lõi của đạo Phật là từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha, cứu khổ cứu nạn, thì nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đó là cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, cứu nước cứu dân. Trong thư gửi Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Bác viết: các vị tăng ni và tín đồ Phật giáo trong cả nước từ Bắc đến Nam đều cố gắng thực hiện lời Phật dạy là lợi lạc quần sinh, vô ngã vị tha, tức là đem lại lợi ích và vui sướng cho mọi người, quên mình vì người khác. Theo Bác, đức tin tôn giáo và lòng yêu nước của đồng bào các dân tộc Việt Nam không đối lập nhau mà hoàn toàn thống nhất với nhau trên cơ sở lợi ích chung là giành độc lập dân tộc, xây dựng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Với tấm lòng tôn kính đối với vị chủ tịch kính yêu, các ni sư và sư cô Tịnh Xá Ngọc Phương ở phường 1, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực hưởng ứng đợt vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Thành hội và Quận hội Phụ nữ phát động. Hôm rồi mình phát động do Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ của thành phố phát động, trực tiếp là của Quận hội Phụ nữ phát động. Thời Tịnh Xá Ngọc Phương rất là tích cực, trò đi hô hào các em để các em nó đi nghiên cứu, đi viết bài. Thì khi các em được sự nung đúc như vậy, mình cũng như là đọc những lời, những cái thơ kêu gọi để mà hưởng ứng phong trào và của Quận hội Phụ nữ, thời các em bắt đầu rất là nô nức hồ hởi để mà đi tìm tài liệu. Và khi đi tìm tài liệu thì các em rất là tích cực tham gia, và cụ thể là đã có tới 38 em nó tham gia. Nhiều ni sư và sư cô của Tịnh Xá Ngọc Phương đã đoạt giải cao trong các kỳ thi cấp quận và cấp thành phố. Không chỉ tích cực tham gia các đợt thi tìm hiểu về cuộc đời và tư tưởng của Bác, các ni sư và sư cô đã có nhiều hành động thiết thực làm theo tấm gương đạo đức của Người. Hưởng ứng và tham gia mọi hoạt động xã hội, góp một phần nào để mà giảm bớt cái sự đau khổ của những người xung quanh bằng qua những việc làm thiết thực như là hoạt động tình thương nè, rồi ủng hộ những học sinh nghèo, hay là tham gia những cái hoạt động ở trên trường của con là phòng chống HIV/AIDS. Mình đem cái tình thương của mình chia sẻ với người ta. Tư tưởng của Hồ Chủ tịch là hướng tới con người, mong muốn cho con người có cuộc sống bình đẳng, bác ái. Sinh thời, Bác luôn mong cho đồng bào lương giáo đoàn kết để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta. Tư tưởng ấy của Người luôn được thực hiện cho đến hôm nay. Nhà nước ta luôn tạo điều kiện cho giáo dân hoạt động thiết thực, sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước, đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp đổi mới. Tôi là một người công dân bình thường, cũng thấy là cảm phục với tấm lòng cũng như là về cái tư tưởng của Bác đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ nhân dân, và mà chính trong đó có tôi là đời sống đến nay là được như thế này là nhờ Đảng và Nhà nước, và nhờ dưới sự chỉ đạo dìu dắt của Bác Hồ, giáo dân của trong giáo xứ chúng tôi. Thì mặc dầu là trình độ
của Cộng đoàn Giáo dân nói chung thì cũng có nhiều người cũng chưa đi học, phải không? Chưa học mà cũng chưa thể là học hết được cái đường lối của Bác. Chỉ có những người học phổ thông hoặc những người có điều kiện học thức thì đã, nhưng mà qua nghe tuyên truyền báo chí cũng như đài thì cộng đoàn xung quanh giáo xứ này là người ta cũng rất là tôn trọng và là kính yêu Bác Hồ Chí Minh của chúng ta. Trong lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước, nhân dân ta đã tôn vinh nhiều vị anh hùng có công với nước, với dân. Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta không suy tôn người như một vị vua uy nghiêm, xa vời, huyền bí, với những phẩm chất và hành động siêu phàm. Mọi người nhớ đến Bác là nhớ tới một con người gần gũi, nhân ái, thân thương. Người là Đảng, là nhân dân mình. Bác sống như trời đất của ta, yêu từng ngọn lúa, mỗi nhành hoa, tự do cho mỗi đời nô lệ, sữa để em thơ, lụa tặng già. Tư tưởng đạo đức tác phong của người là kết tinh những điều cao đẹp nhất của văn hóa dân tộc, của nhân loại. Ở người hiện hữu những điều bình dị, thiết thực, ai cũng có thể học tập và làm theo. Còn nhớ ngày Bác về thăm xứ Nghệ quê nhà, vị chủ tịch lo muôn việc lớn vẫn không quên thăm hỏi xóm giềng. Người đau đáu trước mỗi cảnh đời còn gặp khó và ánh mắt thật vui trước những thành quả của bà con. 40 ngày trước khi về cõi Vĩnh Hằng, Bác viết bức thư dài gửi gắm quê hương 4 điều tâm huyết. Mong cán bộ và nhân dân Nghệ An tích cực thực hiện dân chủ với nhân dân, khôi phục lại và phát triển kinh tế, hết sức chăm lo đời sống nhân dân, đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện cuộc vận động lớn và cũng là dịp kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ về thăm quê, Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An xác định gắn nội dung thực hiện cuộc vận động với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cùng nhiều phong trào thiết thực như toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng quỹ vì người nghèo, giúp đỡ nhân dân vùng bị thiên tai. Huyện Nam Đàn quê Bác ngày nay đã khang trang trong diện mạo mới. Bà con không chỉ đủ ăn mà nay nhiều hộ đã giàu. Làm theo lời Bác, nhân dân Nam Đàn đã và đang phấn đấu xây dựng quê hương như người Hằng mong muốn.